buổi sáng là thời gian yêu thích của hội người giàu, vì mỗi ngày mới đều mang lại cho họ những cơ hội mới. Cô giáo viên giàu Miller không cần đồng hồ báo thức gọi dậy đâu, vì dậy sớm là thói quen của người thành công mà. Hít vào, thở ra. Đừng quên uống nước đó nha. Cảm ơn. Hôm nay mình sẽ giàu hơn nữa. Cô đã làm bữa sáng rồi à? Tôi thích bắt đầu ngày mới bằng đồ ngọt lắm. Một bên là lãng mạn trầm tĩnh, còn một bên là xông pha. Tôi thích cả hai đấy. Nhưng mà lấy cái thứ hai đi, sẽ hợp với cô lắm đó. Dầu thơm. Cô uống espresso nha. Vâng, cảm ơn cô. Mùi đắng thật á. Buổi sáng của giáo viên nghèo thì lại hoàn toàn khác hẳn. Ô, mình ghét cái tiếng này quá. Ow! Không có chỗ trống nào trong tủ của giáo viên nghèo để thầy thoải mái chuẩn bị đi làm cả. Áo khoác sạch của mình đâu rồi ta? Bụng của mình. Không như giáo viên giàu, thầy Powell không có người hầu nấu sẵn bữa sáng cho mình. Nhưng một ly ngũ cốc vẫn tốt hơn là không mà. Không không, bữa sáng của mình. Mình không có bộ nào dư cả. Có người vừa thức dậy đã làm chủ, có người vừa thức dậy thì lại vấp phải chân. Mình phải đi ngay không thì muộn mất. Buổi sáng tuyệt vời quá. Ước gì cà phê của mình không đắng ha. Chào, cô có muốn uống espresso không? Cảm ơn cô Miller. Nếu cô có vấn đề hay góp ý gì về quá trình giảng dạy thì cứ nói nha. Ồ, cô ổn chứ? Áo của cô kìa, vệt cà phê khó giặt ra lắm á. Thầy Powell. Ồ, mình để quên túi ở nhà rồi. Sao đi làm mà lại không đem theo chứ? Gì vậy ta? Anh ấy sống trong tủ á. À, buổi sáng của mình tan tành rồi nè. Mình nên làm gì đây? Mình phải nghĩ ra thứ gì đó hay ho cho lớp nhạc mới được. Hay là mời ca sĩ nổi tiếng về đây ta? Một buổi biểu diễn riêng như vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền? Giáo viên siêu giàu sẽ không bao giờ ngại vấn đề tiền bạc nếu là vì học sinh của mình. Tôi sẽ thưởng thêm nếu cô đến sớm đó. Tốt lắm. Học sinh sẽ thích lắm cho mà coi. Mình nên chơi nhạc cụ gì nhỉ? Tam giác cũng thú vị đó chứ. Tốt nhất là theo phương pháp cổ điển thôi. Không, vậy thì chán chết. Đẹp để quá đi. Thầy không biết là trường có đàn hạt đó nha. Nghe vi diệu quá. Chọn cái này đi ha. Nhưng học sinh thích thể loại nhạc mà chúng có thể nhảy theo. Sao em lại đứng đây chứ? Để thầy vào. Bởi vì không có anh. Chuyện gì vậy? Chẳng đồng tình với anh. Ai đó? Đừng phí thêm thì giờ em chẳng có nữa. Sao gu âm nhạc của thế hệ trẻ bây giờ kinh dị quá vậy ta? Đàn hạt mới là nhạc cụ thanh tao chứ. Tôi mất đi người bạn như chiếc chìa khóa dưới sofa. Cậu có thấy thích không? Như hạt bụi trong gió. Thầy Powell, thầy phá hỏng hết niềm vui rồi kìa. Đưa đây cho em đi. Không, đàn hạt mà. Cho thầy đàn xong đi. Bạn dáng của thầy thích nghe nhạc lắm mà. Không, đánh chúng cũng chạy đi rồi à. Mình mất hết bạn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm toán nha. Bắt đầu làm và đừng gian lận đó. Trong khi đó thì cô sẽ selfie. Cô mình nghiện Insta kìa. Đây là bộ yêu thích của mình nè. Yeah, mình giải ra rồi. Chúc may mắn nha. Cô Miller, em xong rồi nè. Hashtag ngôi sao trường học. Ai chắn trước đèn đó. Cô xem bài của em đi. Cô Miller, với học sinh giỏi như này thì mình chẳng có thời gian nghỉ ngơi luôn á. Đáng kinh ngạc lắm. Được điểm A từ cô giáo viên giàu Miller rất đáng giá nha. Đúng nghĩa đen đó. Em làm tốt lắm. Cảm ơn cô. Này, các em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra văn chưa nào? Rồi ạ, thầy Powell. Vậy thì đừng phí phạm thì giờ nữa. Bắt đầu làm bài đi. Mình chưa chuẩn bị gì cả. Phải gian lận thôi. Này, đừng có ngồi đó chứ. Hãy cho video này một like nha. Đăng ký kênh của chúng mình và ấn vào cái chuông á. Đã xong chưa vậy?
Vâng, thầy Powell. Sắp rồi ạ. Em xong rồi nè. Để xem em đã viết gì nào. Tốt lắm. Con A tròn nha. Cảm ơn thầy. Ồ, thầy không có bút để ghi điểm cho em. Đập tay nào. Thầy thật đó hả? Vậy là cũng như công cốc rồi. Sao các em giỏi rồi? Tại sao chứ? Ồ, thầy có thể làm em đổi ý đó nha. Giáo viên nghèo sẽ làm mọi thứ để học sinh thích mình. Nhiệm vụ con A vàng bắt đầu. Để xem ta có gì nào. Hồ sẽ có ích lắm đây. Rách bụi vàng lên là xong cả thôi. Giờ thì các trò sẽ trở lại thích mình thôi. Achi! Ồ không, mấy tờ giấy dính hết cả vào nhau rồi. Sao mình xui quá vậy nè. Tất cả là tại cô á. Cô lấy hết mọi may mắn trên đời rồi. Lục hoa quả sẽ tìm đến cô thôi. 1 triệu. Ai đang nghĩ về mình thế nhỉ? Achi! Thì fan của mình cũng nhiều mà. Nó gọi là nguyên mẫu. Vâng ạ. Ồ, hết tiết rồi. Các em nghỉ ngơi đi. Tuyệt quá, mình chơi game được rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ồ không, pin của mình chết rồi nè. Neil, cậu có cục sạc không? Ồ, đừng lo mà. Mỗi em đều có thảm sạc dưới bàn của mình mà. Wow, thật ư? Tuyệt quá đi à. Lớp của giáo viên giàu có luôn có mọi thứ mà học sinh cô ấy cần đến. Được rồi, nhìn nè. Các em cứ dùng thoải mái đi nha. Cuối cùng cũng được ăn trưa. Nhặt kim cương lên kìa. Pin của mình chết rồi nè. Mình còn chưa lưu game nữa. Thầy ơi, thầy cho em mượn đồ sạc nha thầy. Để sao đi. Thầy Powell, đi mà. Được rồi. Thầy cắm vào đi. Mình cũng cần sạc điện thoại nữa. Thầy lấy cái của em luôn nha thầy. Em nữa nè. Cáp sạc của mấy em đang giam giữ thầy nè. Giáo viên nghèo không có thiết bị đắt tiền nên đành phải cố hết sức mà thôi. Ồ không, có gì sai sai rồi. Có chuyện gì vậy? Thầy Powell. Không có gì, là phòng hóa học. Bên của tôi đang dạy phản ứng nổ mà. À, phá sản rồi à. Với giáo viên giàu có thì 8 chuyện thiên hạ thú vị hơn đứng bảng nhiều. Chào mấy đứa, nói cho mình biết hết đi. Ồ, cái ghế này khó chịu quá đi à. Eric, đổi cái khác ngay lập tức cho cô đi. Wow, đó là ngai vàng thật à. Mình sẽ gọi lại sau nha. Với cô giáo viên giàu Miller thì sự thoải mái mới là nhất. Sao mà ngốc quá vậy. Cô cứ thoải mái đi nha. Sao rồi? Cũng được. Cậu đi đâu thì đi đi. Trông cô ấy như nữ hoàng ác độc ấy nhỉ. Tiếp tục nào. Mình không có nơi nào để gác chân cả. Tôi đến ngay đây. Thưởng cho cậu này. Cảm ơn cô Miller. Cô rộng rãi quá à. Cuối cùng mình cũng thư giãn được rồi. Cô Miller, em giải xong bài rồi nè. Cô kiểm tra đi. Để cô xem. Mong là mình không mắc lỗi gì. Tất cả đều đúng. Làm tốt lắm Alice. Em đã cố gắng hết sức đó cô. Mình phải động viên học sinh học tập tốt lên chứ. Cái này cho em nè. Cho em. Thật ư? Mình không cần phải học nữa. Vì mình giàu sụ rồi. Đúng là lạ lùng à. Em xong cả chưa? Vâng thưa cô. Đây ạ. Đồ gác chân này điều chỉnh được đó nha. Đúng là thi ghét mà. Cứ tự nhiên đi nha cô Miller. Tôi sẽ luôn ở đây. Giáo viên nghèo đã quá quen với những cái ghế gãy rồi. Các em nhìn lên bảng nào. Nhớ liên kết hóa học này nha. Nhưng học sinh của thầy ấy lại thấy không thoải mái khi ngồi trong phòng học. Đi khỏi đây thôi nào. Các em đi đâu thế? Đây là bài mới mà. Thầy sẽ giải thích cho lần này thôi. Thôi ít ra thì mình cũng đánh một giấc vậy. Có chuyện gì đó? Sao anh lại ngủ trong giờ dạy học chứ? Nếu như anh có nhiều thời gian rảnh quá thì hãy dọn lớp đi nè. Người có đầu óc thì làm việc thường lộn xộn. Cô hãy nhớ đó. Thế Benjamin có làm anh đổi ý hay không?
đủ thuyết phục rồi đó. Cô Adam, tôi sẽ dọn ngay đây nha. Phòng sạch thì đầu cũng thảnh thơi. Mình mệt quá. Mình còn phải vứt rác nữa là xong. Chờ đã, mấy túi rác này trông giống giấy lười quá ha. Giáo viên nghèo rất quan tâm đến sự thoải mái của học sinh. Này, chúng ta có ghế mới kìa. Thầy làm tốt lắm đó. Tất cả đều vì học sinh thân yêu. Ừ, mình thấy hơi kỳ kỳ một tí á. Cái gì đây? Ồ, em tìm thấy miếng pizza à. Sẽ ngon hơn nếu như ăn với sốt cà đó nha. Thầy sẽ cho em điểm A vì bao thầy ăn đó. Ngon đó nha. Bạn có thích video này không nào? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh của chúng mình và đừng quên ấn cái chuông nha. Hẹn gặp lại.